Đây là một vụ án gây chấn động nước Nga. Một vận động viên xuất sắc 14 tuổi trên đường chạy marathon đã bị sát hại một cách thê thảm. Cậu ấy đã nhiều lần giành được chức vô địch, sự nghiệp thể thao vô cùng tươi sáng. Thế nhưng tương lai huy hoàng của cậu bé mãi chỉ dừng ở tuổi 14. Tất cả mọi người đều thấy cậu ấy xuất phát với một tinh thần tuyệt vời, nhưng cuối cùng không còn ai nhìn thấy cậu ở điểm đích. Nơi cuối cùng mà mọi người nhìn thấy là ở trong khu rừng trên đường chạy cuộc thi. Bắt đầu từ đây đã mất dấu vết hành tung của cậu ấy. Hơn 10 ngày sau, thi thể của vận động viên này mới được tìm thấy. Sự ra đi của cậu bé đã nhuốm màu tang thương cho cả thành phố. Phía cảnh sát đưa ra nguyên nhân của cái chết là do mệt mỏi quá sức dẫn đến bệnh tim tái phát. Thế nhưng không ai tin vào điều đó, bởi quãng đường chạy marathon lúc đó là 20 km, mà bài tập thường ngày của các vận động viên trẻ cũng là 30 km. Còn nữa, thi thể không phải được tìm thấy trên con đường chạy chính, mà là trong một con mương cách đường chính 14 m. Thế nhưng vào ngày mất tích, mọi người đã tìm kiếm quanh con mương này rồi. Điều này có nghĩa là thi thể đã bị bỏ rơi ở những nơi mà mọi người đã từng tìm kiếm. Bố mẹ của chàng trai luôn luôn cảm thấy tự hào về cậu. Người bố sụp đổ, người mẹ khóc hết nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy chiếc cúp, trong lòng bọn họ như kim châm muối sát. Sau đó bố mẹ cậu bé đã tìm đến chương trình tâm linh. Bởi khi sinh thời vận động viên trẻ tuổi này rất thích chương trình, bọn họ muốn biết rằng con trai của mình đã chết ra sao. Người bố đã đem đến một ít đất ở mương. MC để một bức ảnh của cậu bé vào trong phong thư. Người đầu tiên lên sân khấu là Mary. Cô ấy cầm bức ảnh của cậu bé, liền lập tức nói rằng đây là một chàng trai trẻ đẹp trai. Tất cả mọi người đều yêu cậu ấy. Lúc này người bố đã rơm rớm nước mắt. Tiếp đó Mary nói cậu bé khoảng 15 tuổi nhưng không bao giờ lớn thêm nữa. Mọi người bật khóc. Mary tiếp tục cảm nhận, mặc dù chút đất này không có hơi thở của sự chết chóc, thế nhưng đó là nơi cuối cùng vận động viên nằm xuống. Thế nhưng Mary không thể nói ra các đặc điểm của mấy tên đi theo vận động viên. Nhìn thấy bức ảnh của chàng trai, cô ấy đã không kìm được nước mắt trước vận động viên xuất sắc nhưng bạc mệnh. Mary nói rằng đám người này là vì tiền nên đã bắt cóc cậu ấy. Bởi vì gia đình này là một nhà giàu có tiếng trong thị trấn, cộng với sức ảnh hưởng xã hội của vận động viên rất lớn, ngày mất tích thứ hai cả thành phố bắt đầu đi tìm cậu. Vì vậy những người này rất sợ, sau đó đã sát hại cậu bé. Người thứ hai lên sân khấu là Victoria. Victoria vừa chạm vào đất liền nói ra đất này đến từ đâu, đồng thời nói ra tuổi của chàng trai này. Tiếp đó cách làm của Victoria khiến mọi người hết sức kinh ngạc. 40 дней еще нет. Я не могу тревожить дух ребенка. Слишком мало времени прошло. Я не буду даже работать с книгой мертвых. У духа сейчас другие задачи. Не время сейчас. Нельзя? Нельзя. Thế nhưng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người bố, Victoria quyết định không thông qua việc gọi hồn, mà dùng cách khác để xem chuyện gì đã xảy ra. Показывают. Земля еще рыхлая. Мальчик ваш лежит и цветами как придавлен. Много-много цветов. Там мученик. Живые, искусственные. Как будто цветочный холм такой. Да, ну, получается вот так. Но... Сделано все из цветов. Tiếp đó, Victoria dừng lại nghi lễ. Người bố chỉ có thể mong đợi Marilyn nói ra nhiều hơn. Marilyn rắc muối lên người bố, nói chính xác hiện trường đi kiếm vận động viên. Tiếp đó, Marilyn nói rằng chỗ đất này không phải hiện trường đầu tiên. Молодые люди, что-то там либо выпит, просто проводит время. Я был в этом доме. Что? Есть такой дом, да? Есть такой дом, заброшенный. Chúng tôi không ai dám tin. Dưới căn nhà đó còn có tầng hầm. Cậu ấy đã bị cất giấu ở đó. Sau khi ghi hình, người bố lập tức đến ngôi nhà đó. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà mà Marilyn đã mô tả. Thế nhưng ngôi nhà này không nằm trong vùng tìm kiếm trước đó. Marilyn nói rằng hiện trường đầu tiên nơi vận động viên chết chính là ở đây. Những người này giấu thi thể của cậu ấy dưới tầng hầm này. Bọn họ đã bắt cóc chàng trai ở nơi đây. Это 10 дней получается, они его прятали. Мертвого? Он уже был умер.
Они просто испугались, они не знают. Marilyn nói rằng sự tìm kiếm của toàn thành phố khiến bọn chúng sợ hãi. Как-то уже слышали, что люди ищут. У них нужен был новый план. Потому что они знали, что люди там тоже будут искать. И вот все уже искали. Вся летела туда. Положили, красиво положили что-то. Người bố đã đem tất cả bức ảnh của nghi phạm cho Marilyn xem. Thế nhưng trong đó không có gương mặt của tên hung thủ mà cô ấy nhìn thấy. Hơn nữa Marilyn dự đoán. Từ bỏ đi. Cậu bé sẽ quay lại với bạn một lần nữa chỉ cần bạn từ bỏ. Marilyn giải thích vận động viên trẻ tuổi này vẫn sẽ đầu thai trở lại. Cậu ấy sẽ được hồi sinh và trở lại đây. Anh sẽ có một đứa con giống hệt cậu ấy. Hôm nay nhóm mẹ con không phát huy được hết khả năng thường ngày. Anh chàng tóc dài chỉ nói được giới tính của cậu bé, còn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hy vọng cuối cùng đặt lên vai của Master Ba. Ông ba vừa ngồi xuống đã nhìn thấy được tất cả. Он просит, чтобы вы вернулись домой. Хватит уже к чужим углам. Они живут сейчас. Они живут сейчас у нашей мамы. Дедулю просит, чтобы за сердечком следил, потому что переживает за него. Дедуля, у моего папы с сердцем плохо. Он ездит часто на могилу и прямо дурниной орет. Ông ba nói rằng ông nội đã đến nơi đứa cháu mất, sau đó trồng một cây xanh. Tiếp đó ba nói đến phần quan trọng, vận động viên bị bắt cóc tại đây. Tiếp theo kể về những chi tiết ngày hôm đó. Три человека убивать не хотели. Они его увидели, на лифт побежал, он бежал от них, потный весь. Был без футболки. Я вот вижу, от них он бежал, а потом уже сразу в машине. Цвет темный, с рулем не на том месте. Японская, значит, получается, праворукая. Hóa ra hôm đó quả thực có một chiếc xe đáng nghi. Ông ba cho rằng sau khi vận động viên chạy lên xe, ba người kia cũng đến nơi và chạy lên theo cậu ấy. Thậm chí ông ấy có thể hình dung ra ba người đó. Người thân trong phòng quan sát đã nắm được manh mối này. Một người anh tập luyện cùng vận động viên cho biết, một thời gian trước, khi bọn họ đang tập luyện với người dân địa phương, thì đã xảy ra một cuộc xung đột. Tiếp đó, những gì Master Ba và Marilyn gần như giống hệt nhau. Anh chàng vận động viên bị rượt đuổi, sau đó bị ngộ sát. Tiếp đó cậu ấy bị cất giấu trong tầng hầm khoảng 10 ngày. Master Ba nhìn bức ảnh của vận động viên, sau đó nói rằng ba người kia đố kỵ với sự hạnh phúc và giàu có của cậu ấy. Đôi khi bản thân quá ưu tú cũng là cái tội. Не нравился он им, слишком счастливый был человек. Слишком все у него хорошо было. И сам он принципиальный, уважающийся, коротко, почти на лысый, одурманенный совсем. Может быть, он даже уголовно имел. И с армии вернулся. В общем, откуда-то, где много народ ходит. Вот не надо будет показывать. Второй не русский. Nói chung, nó là một nơi có rất nhiều người ở. Có tấm ảnh nào không? Trong đó có một tên không phải người Nga. Người nhà và Master Ba sang một bên nói chuyện. Master Ba nói không có tên hung thủ thực sự trong bức ảnh này, nhưng ông ấy dự đoán chắc chắn sẽ bắt được ít nhất một người trong mùa xuân năm tới. Sau đó Master Ba khiến cả nhà khóc cạn nước mắt. Дверь он на мою просто на мозг выносил, когда мы дверь поменяем. Да господи, и оттуда ну, про эту дверь, блин, она ему покоя не дает. Что скажет маме сейчас? Что-то форму не убрал куда-то. Последний раз, прости. Он всегда бросал просто форму. Ой, ё-моё. Quả thực không ai dám tin, thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Chàng trai ấy đã cố gắng an ủi bố mẹ của mình từ một thế giới khác. Hãy tiếp tục sinh con. Cậu ấy sẽ trở lại một lần nữa và tiếp diễn sinh mệnh của mình. Hiểu chứ, hy vọng anh chị sẽ lấy lại được tinh thần mạnh mẽ. Marilyn và ông ba đều nói, cậu ấy sẽ tiếp tục đầu thai, vẫn sẽ quay trở lại bên cạnh bố mẹ. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Người dẫn chương trình sau khi xem xong thử thách lần này, cần chọn ra người xuất sắc nhất và người phải ra về trong tập này. Tuyên bố kết quả, trong tập này không ai được chọn là người xuất sắc nhất cả. Bởi vì các pháp sư đều rất lợi hại.